À, chào mọi người đến với kênh YouTube của hàng gia dụng nội địa Nhật. Thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái máy lọc nước ion kiềm Trim Ion Hyper. Thì cái dòng này là cái dòng cao cấp của Trim Ion. Mấy con này thì đắt cao không à. Đây con đây đời 2014. Máy này mới gần như là 99% phím cảm ứng, lỗi lọc cũng cảm ứng luôn. Này, đây là phím cảm ứng của nó này. Đấy. Đây là mức kìm nè. Đó. Thì mức kìm nó có 4 mức. Còn đây 4 mức kìm. Còn mức axit của nó thì nó có tới 2 mức. Thì độ pH của nó dao động từ 3.0 cho tới 10.5. Thì bây giờ mình sẽ test nước cho mọi người xem. Đầu tiên mình lấy nước trung tính trước nè. Đây. Đó, nước trung tính thì mình chọn mức này. Cái máy này được cái là khi mà mình lấy nước trung tính nó sẽ lấy hết toàn bộ cái nước luôn, nó không có nước thải. Nó sẽ có cái motor để khóa cái nước thải. Đó, mình sẽ lấy nước trung tính. Đây là nước trung tính. Rồi bây giờ mình sẽ khóa nước này. Bây giờ mình muốn lấy nước axit mình khóa nước á. Báo cái tốc độ nước qua máy nè. Khóa nước nó mình chọn mức axit. Đây là mình chọn mức axit đầu tiên, mức axit 5.5. 5.5 này dùng để rửa mặt làm đẹp da. Đó. Đó, khi mà mình lấy nước axit á thì cái đèn này nó sáng lên, nó có nghĩa là axit đã nó đã đủ đủ độ pH rồi. Và nó có cái tiếng kêu này nó báo cho mình là đừng có uống nước đó. Đây là nước axit. Mình lấy nước axit đây. Rồi, đây là cái mức axit nặng hơn, là cái mức này để sát khuẩn, diệt trùng. À, đây là cái mức 3.0. Đây, axit 3.0. Rồi, bây giờ mình chuyển qua cái chế độ nước uống, là mình phải ngắt nước nè. Rồi, mình chuyển qua các mức kiềm nha. Đây là cái mức kiềm đầu tiên. Mức kiềm đây là sẽ là mức kiềm 8.5. Rồi mình mở nước lên. Khi mà ở cái chế độ mà nước kiềm á. Đó. Máy nó sẽ đàn. Nó đàn cái tiếng nhạc dễ nghe hơn là cái tiếng tít tít, thì đây là cái nước mình sẽ uống được. Đây là cái đèn báo đã điện phân. Đây là mức kiềm đầu tiên và đây là cái chỉ số hydrogen hòa tan, nó tính bằng BBB. Cái là nồng độ hydrogen hòa tan ở trong nước. Cho mình lấy 8.5. Rồi mình nâng lên 9.0. Khi mà mình nâng lên thì cái nồng độ hydrogen hòa tan ở trong nước nó cũng tăng lên. Đây là nước 9.0. Rồi bây giờ mình tăng lên nữa 9.5. Đó. Nước 9.5. Rồi cái mức cuối cùng, cái mức 10.5 đây là dùng để rửa rau củ quả trung hòa thuốc trừ sâu. Thì cái mức nồng độ hydro hòa tan nó tốt nhất. Nồng độ hydro này nó sẽ phụ thuộc vô cái nguồn nước của bạn. Nếu mà nguồn nước mình đi được xử lý tốt thật là tốt trước khi mà mình cấp vô máy á, thì cái nồng độ hydro rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hydro hòa tan mà mình nhìn được bằng cái mắt thường của mình á để cho mọi người xem. Đây là mình hứng đây. Nước này mình để dùng để ngâm rửa rau củ quả trung hòa cái thuốc trừ sâu. Đây là cái nồng độ hydrogen hòa tan ở trong nước. Thì mình dùng cái nước này thì mình hứng mình uống ngay, mình uống liền để không thôi là nó thoát ra khỏi nước, cái chỉ số chống oxy hóa và cái nồng độ hydro hòa tan nó sẽ giảm đi. Bây giờ mình sẽ dùng cái thiết bị để mình đo cái chỉ số chống oxy hóa của cái nước.
cực trong của cái máy tạo ra. Đây mình hứng một ly nước. Rồi đây là cái thiết bị đo chống oxy hóa. Thì cái chỉ số chống oxy hóa thì nếu mà càng dương á, thì là cái nước đó nó gây cho cái cơ thể mình nó mau bị lão hóa. Còn nước mà chỉ số âm á, thì nó sẽ càng lâu lão hóa hơn. Hay là khi mà mình tắt nước thì máy nó sẽ tự động nghỉ, mình chạm lại thì nó sáng lại. Rồi đây là cái chỉ số chống oxy hóa của cái máy. Máy này cho chỉ số chống oxy hóa rất là tốt, nó lên 500 mấy. Nếu mà mình xử lý cái nguồn nước đầu vào của máy nó càng tốt thì cái chỉ số chống oxy hóa và cái nồng độ hydro nó càng tốt. Thì với cái chỉ số chống oxy hóa như vậy nó giúp cơ thể mình nó càng khỏe, nó cải thiện bệnh. Thì bây giờ trong lúc mà mình đợi chỉ số chống oxy hóa lên thì mình test cái pH cho mọi người xem. Đây là cái 3.0. Đó. 3.0 thì nó sẽ có cái màu như vậy. Đây là 5.5, nước làm đẹp để chị em phụ nữ rửa mặt, rửa tay, tắm cũng được. Đây là nước trung tính, dùng để uống thuốc, uống sữa, uống sau khi ăn. Uống sau khi ăn để cho tránh mà uống nước kiềm sau khi ăn, thức ăn sẽ không có tiêu hóa được, nó làm mất hết axit dạ dày. Thì đây là cái mức kiềm 8.5. Đó, 8.5 này, nó sẽ có màu xanh. 9.0 đậm hơn, 9.5 nó sẽ mang sắc tím. Thì ba cái mức này á, là tháng đầu tiên mình sẽ uống cái mức này để cho cơ thể mình quen với nước kiềm, rồi tháng tiếp theo mình sẽ uống được mức này và tiếp là mức này. Thì mức này mình uống buổi sáng để cho cơ thể mình nó vệ sinh cái đường ruột cơ thể mình đó, nó cải thiện những cái bệnh giống như là gút hay là tiểu đường rồi này kia. Còn bình thường mình ăn rau củ quả nhiều thì mình chỉ cần uống nước mức này thôi. Còn đây là trung hòa thuốc trừ sâu rau củ quả nè. À, cái nước này nó sẽ tím hoàn toàn luôn. Nè, mọi người nhìn kỹ về cái mức của nó. Cái nước như nước axit mạnh này mình hứng ra mình dùng liền, mình để trong không khí là nó sẽ làm thay đổi cái độ pH ngay. Mình hứng ra là mình sẽ dùng liền. Rồi, đây là cái mức nè, 3.0, 5.5, 7.0. Thì từ 7.0 cho tới 8.5, 9.0 và 9.5 thì mình uống được. Còn đây là để rửa rau củ quả. Đây là nước làm đẹp và nước sát khuẩn. Rồi bây giờ là cái chỉ số ORB của cái máy nó đã dừng ở là 575. Thì chỉ có cái máy ion kiềm của Nhật nó mới tạo ra cái chỉ số chống oxy hóa tốt như vậy. Chứ ngoài ra cái loại nước mà ion lai rồi này kia hay là các loại nước ion khác nó không có tạo ra cái chỉ số chống oxy hóa, nó chỉ có cái mức kiềm cao thôi. Rồi, mọi người nếu mà quan tâm về cái máy này hay là những dòng máy anh em khác thì mọi người có thể comment ở cái video của mình, hoặc là mọi người cho mình một subscribe, một share để cho kênh mình nó phát triển mạnh. Rồi mọi người gọi đến cái số điện thoại là 0936860340. Mình tên Duy, mình ở địa chỉ là 61B Lê Liễu, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người có thể đến test máy, test nhiều dòng máy và so sánh cái dòng máy với nhau để và được mình tư vấn. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm kênh của mình.